Trong những năm qua, huyện Định Hóa luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Điều đó được thể hiện ở việc vận dụng thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách của nhà nước như chính sách đất đai, chính sách tín dụng nông thôn, chính sách phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn. Đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn, tạo điều kiện giới thiệu việc làm cho người lao động là hoạt động được huyện Định Hóa luôn quan tâm chú trọng. Theo đó, huyện đã phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp xuất khẩu lao động tuyển dụng lao động trong nước để tuyển chọn lao động trên địa bàn huyện, tổ chức các chương trình ngày hội việc làm, các phiên giao dịch việc làm tại các xã, thị trấn, đồng thời vận dụng thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách của nhà nước, huy động tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội và giải quyết việc làm. Theo đó, hàng năm trên địa bàn huyện có trên 2.000 lao động được tạo việc làm mới, có trên 100 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Song song với đó, huyện Định Hóa cũng đã vận dụng hiệu quả Nghị định số 61 ngày 9 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm để cho vay ưu đãi đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Thực hiện cho vay với lãi suất thấp nhằm tạo việc làm mới, hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động. Mỗi năm có trên 100 dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm được phê duyệt. Nhờ nguồn vốn ưu đãi đó, lao động nông thôn có thể mở rộng sản xuất, phát triển các ngành nghề, tạo việc làm cho bản thân và giải quyết việc làm cho nhiều lao động khác trong gia đình và cộng đồng. Lúc ban đầu là được vay là vào nguồn vốn là 8 triệu đồng. Thì tôi bắt đầu, vợ chồng tôi bắt đầu mua, lúc ban đầu là mua dê sinh sản. Đến năm 2017 là chúng tôi cũng lại được vay thêm với nguồn vốn của vốn hộ cận nghèo ấy là được 100 triệu. Thì lúc đấy chúng tôi mạnh dạn là đầu tư vào chuồng trại và con giống và nuôi lợn rừng là đến năm 2019 là gia đình chúng tôi cũng đã được lên là thoát nghèo. Thì lúc đấy thì trong chuồng thì nhà tôi thì lợn thì trong chuồng lúc nào cũng duy trì là hơn 100 con trong chuồng. Còn dê thì lúc nào cũng có duy trì là hơn 100 con trong chuồng. Thu nhập hàng năm của gia đình chúng tôi thì trừ hết chi phí thì một năm chúng tôi cũng thu được vào được 300-400 triệu. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lao động trên địa bàn huyện được tạo việc làm, tìm kiếm việc làm, huyện cũng đã huy động, tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội. Trong đó chú trọng tới áp dụng ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, đưa các loại cây trồng và vật nuôi mới vào sản xuất. Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã gắn với xây dựng các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP. Đến nay, có nhiều hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, giải quyết tốt vấn đề việc làm và thu nhập cho lao động địa phương. Từ cái việc mà có thu nhập thì người lao động cũng gắn bó với hợp tác xã hơn, các thành viên cũng gắn kết hơn, thường xuyên có công việc để giải quyết nhu cầu việc làm cho mọi người. Và bên cạnh đó là thu nhập thì cũng được cải thiện so với tương đương với hiệu suất lao động của người để làm người lao động. Thì tôi cũng thường xuyên chăm lo đến đời sống tinh thần cho người lao động, thi thoảng cũng tổ chức cho bà con đi tham quan rồi là đi du lịch để động viên tinh thần. Tôi cũng tham gia đóng bảo hiểm cho một số thành viên của hợp tác xã. Cùng với làm tốt các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, công tác đào tạo nghề trên địa bàn huyện cũng đã đạt được những kết quả nhất định, đáp ứng được một phần nhu cầu học nghề của người lao động và nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo, giảm nghèo và giải quyết việc làm cho người lao động. Trong thời gian tới, huyện Định Hóa sẽ tiếp tục có những chỉ đạo tới các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề, cần phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, góp phần thực hiện các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Qua đánh giá những năm qua, cái việc giải quyết việc làm cho người lao động trong độ tuổi là đóng góp phần rất nhiều trong phát triển kinh tế xã hội, cũng như đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo. Đấy. Hàng năm thì chúng tôi những năm trước bình quân là khoảng 4% nghèo, thì trong đó thì nghèo do cái nguyên nhân là thiếu việc làm là rất là nhiều, thiếu từ thiếu việc làm thì thiếu thu nhập.
Và trong thời gian tới, thì trong cái thu hút đầu tư của huyện cũng đã xác định trong năm 2022, đầu 2000 và giữa 2023 thì sẽ được vận hành đưa vào khai thác sử dụng cái nhà máy Thagaco tại cụm công nghiệp Tân Dương. Và dự kiến nếu như mà đúng theo quy mô và công suất của nhà máy thì sẽ giải quyết cho khoảng 4.000 lao động tại Định Hóa. Và từ đó thì cái công cuộc xóa đói giảm nghèo của huyện sẽ đạt được mục tiêu đề ra. Chúng tôi đang xác định như vậy. Thực hiện tốt các giải pháp về giải quyết việc làm nêu trên sẽ góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 và đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023.